Em học sinh thân mến, xin mời các em đi học môn mỹ thuật lớp 5. Các em học sinh thân mến, mỗi người đều có ước mơ riêng của mình. Có bạn ước mơ sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, nhà khoa học, vân vân. Các bạn có ước mơ như thế nào? Thì sau khi học xong chủ đề này, thì các em hãy thể hiện ước mơ của mình qua sản phẩm mỹ thuật và gửi vào Zalo nhóm mỹ thuật cho thầy nhé. Các em học sinh thân mến, muốn thể hiện được sản phẩm mỹ thuật, ước mơ của em thì xin mời các em hãy mở sách mỹ thuật trang 34 để chúng ta học chủ đề số 7. Để hoàn thành tốt chủ đề này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một số đồ dùng học tập như sau. Đó là chúng ta chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, bút chì, màu vẽ, keo dán, vân vân. Sau đây xin mời các em sẽ cùng đi tìm hiểu mục tiêu của chủ đề. Chủ đề này gồm có 4 mục tiêu. Mục tiêu số 1 là nêu được nội dung, hình ảnh, màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề ước mơ của em. Mục tiêu số 2 là phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá sản phẩm mỹ thuật. Mục tiêu số 3 là thể hiện được ước mơ của mình thông qua sản phẩm mỹ thuật bằng hình thức vẽ hoặc xé dán. Mục tiêu số 4 là giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn. Trong video này, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu số 1, mục tiêu số 2, mục tiêu số 3. Còn riêng mục tiêu số 4 thì chúng ta sẽ phải tự tập ở nhà. Và để hôm nào chúng ta có dịp đến lớp, đến trường thì chúng ta sẽ hoàn thiện. Và để hoàn thiện tất cả các mục tiêu này thì chúng ta sẽ cùng đi xem một số sản phẩm mỹ thuật sau. Và các em hãy suy nghĩ và tự trả lời cho thầy. Thầy có một sản phẩm mỹ thuật hay là cách khác là có một bức tranh. Các em hãy cho thầy biết là trong bức tranh này có những hình ảnh gì? Bức tranh thể hiện được nội dung, đề tài gì? Màu sắc trong bức tranh như thế nào? Tranh được thể hiện bằng chất liệu gì? Thầy nhắc lại nhé. Các em hãy suy nghĩ và tự trả lời cho thầy. Đấy, là bức tranh này có những hình ảnh gì? Chúng ta quan sát xem có những hình ảnh gì nhá. Và bức tranh thể hiện về nội dung đề tài gì? Và màu sắc trong bức tranh như thế nào? Và tranh được thể hiện bằng chất liệu gì? Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây nhé. Chắc các em đã có phương án trả lời rồi đúng không nào? Xin mời các em hãy so sánh câu trả lời của mình với đáp án của thầy đưa ra nhé. Ở đây thì chúng ta thấy rằng hình ảnh chính là có một bạn nhỏ đang ngồi trên xe lăn này. Đấy. Và xung quanh thì có các bạn nhỏ khác thì đang vui chơi, nhảy hát, nhảy múa hát ca này. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy là một cái luồng suy nghĩ từ đầu của bạn nhỏ đang ngồi trên xe lăn đây. Đấy, cái luồng suy nghĩ người ta vẽ ở phía trên này là bạn ý ước mơ là bạn sẽ nhảy múa hát ca được như là các bạn. Đấy. Và ở đây thì chúng ta thấy màu sắc. À, màu sắc ở đây thì là rất là vui tươi trong sáng đúng không nào? Đúng với cả cái lứa tuổi của các em học sinh đấy, rất là hồn nhiên. Và chúng ta thấy rằng là ở đây là bức tranh này thể hiện bằng chất liệu sáp màu. Các em học sinh thân mến, khi chúng ta có đôi chân lành lặn thì chúng ta cảm thấy rất là bình thường và coi đó là một lẽ tự nhiên. Nhưng các bạn thiếu may mắn và đôi chân không thể vận động được thì ước mơ được đi lại như mọi người thì là một ước mơ vô cùng lớn lao. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn luôn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là những gì mình đang có. Các em học sinh nhé. Sau đây, thầy xin mời các em sẽ cùng đi xem tiếp một sản phẩm mỹ thuật khác. Ở đây thầy cũng có một bức tranh. Các em hãy quan sát cho thầy trong bức tranh này có những hình ảnh gì. Đấy. Và theo các em thì bức tranh này nói lên điều gì?
và màu sắc ở trong những bức tranh này của trong bức tranh này như thế nào, và bức tranh này được thể hiện bằng chất liệu gì. Bây giờ các em cùng nghe thầy nhắc lại câu hỏi nhé. Một là ở trong cái bức tranh này có những hình ảnh gì đấy. Tiếp theo, bức tranh này thể hiện về nội dung đề tài gì. Tiếp theo là màu sắc trong bức tranh này như thế nào, và tranh được thể hiện bằng chất liệu gì. Các em hãy suy nghĩ trong 5 giây và sẽ lát nữa sẽ so sánh câu trả lời với đáp án của thầy nhé. Chắc là các em đã có phương án trả lời của mình rồi đúng không nào? Sau đây xin mời các em sẽ cùng so sánh với đáp án thầy đưa ra nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng là có hình ảnh này, các bạn cưỡi cá voi này, đấy, rồi bơi lượn này, bơi cùng với cả những đàn cá này, đấy, rồi những sinh vật biển này ở đây, đấy. Và chúng ta thấy rằng là đây là một bức tranh có đề tài là ước mơ của em, là các bạn ý muốn là khám phá đại dương, đấy. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rất là nhiều màu sắc, màu xanh của nước, rồi các màu cam, màu đỏ, đấy, màu cam của cá, rồi màu đỏ của áo, rồi rất là nhiều màu sắc rất là tươi vui rực rỡ, đúng không nào? Đấy. Và ở đây thì chúng ta thấy là tranh được thể hiện bằng chất liệu xé dán giấy màu đấy, nghĩa là dùng giấy màu xé thành những hình và chúng ta dán. Đó. Các em thân mến, khám phá đại dương là một ước mơ của nhiều người, trong đó có các bạn nhỏ. Nhưng lại là điều rất là bình thường đối với các nhà khoa học, hoặc là các thợ lặn chuyên nghiệp, hoặc là các thủy thủ tàu ngầm. Chúng ta cứ ước mơ và cố gắng học tập, rèn luyện, ước mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực các em ạ. Sau đây thì xin mời các em sẽ đi xem một số sản phẩm mỹ thuật của các bạn học sinh nhé. Các bạn ý ước mơ gì nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là các bạn ý ước mơ là được lái con tàu vũ trụ đây, bay vào trong không gian. Đấy, bay vào trong không trung. Tiếp theo, chúng mình sẽ xem một sản phẩm khác. Đây là ước mơ của các bạn ý trở thành bác sĩ đây. Đấy, trở thành bác sĩ. Đấy, đã khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng xem. Đây là các bạn ý vẽ ước mơ. Ước mơ là một thế giới hòa bình đây. Có những con, có chú chim, bồ câu, biểu tượng của hòa bình đây. Rồi các bạn nhỏ đang vui chơi đây. Đấy, có cờ của đất nước Việt Nam đây. Rồi của các bạn quốc tế. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm khác. À, đây là một sản phẩm mỹ thuật vẽ về một gia đình rất là hạnh phúc đón Tết đây. Mọi người đã gói bánh chưng rồi cắm hoa đây. Các em học sinh thân mến, chúng ta thì có một gia đình êm ấm hạnh phúc thì chúng ta lại cảm thấy là bình thường. Thế nhưng mà nhiều bạn còn thiếu may mắn là không có một gia đình trọn vẹn. Rồi có những gia đình thì không được yên vui. Thế chính vì vậy thì chúng ta, tất cả chúng ta hãy cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, là sẽ đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Ví dụ như các em học tập tốt, đó là đem lại niềm vui cho thầy cô này, rồi đem lại niềm vui cho bố mẹ này, để bố mẹ yên tâm làm việc này, công tác này, lao động này, đấy. Các em học sinh thân mến, vừa rồi các em đã được xem một số sản phẩm mỹ thuật về một số ước mơ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách tạo ra sản phẩm nhé. Các em học sinh thân mến, có rất là nhiều cách tạo ra sản phẩm mỹ thuật, ví dụ như là vẽ, xé dán, nặn, vân vân. Nhưng ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn các em sẽ vẽ tranh. Trước tiên là chúng ta sẽ chọn một nội dung thể hiện của mình. Mình ước mơ điều gì? Thì mình sẽ vẽ những hình ảnh chính. Đấy, về ước mơ của mình. Thì ở đây là người ta đã vẽ những hình ảnh chính là các bạn nhỏ đang cưỡi trên những con vật để bay trên bầu trời. Đấy, có cả đàn chim này, đám mây này, vân vân. Đấy, là ước mơ được đi khám phá không gian. Đấy, trên lưng của những cái con vật này.
Sau khi mà vẽ được hình rồi thì chúng ta sẽ đi vẽ màu. Đấy, chúng ta chọn màu và chúng ta vẽ làm sao để nổi bật lên những cái hình ảnh chính. Và màu sắc thì nhớ là phải đậm đà, mịn màng, tươi sáng. Sau khi mà vẽ được hình cho các cho màu cho các hình ảnh chính rồi thì chúng ta sẽ đi vẽ màu cho tất cả bức tranh để hoàn thiện tác phẩm. Các bạn chú ý nhá, nếu mà chúng ta vẽ những hình ảnh chính là những màu tươi sáng thì vẽ phần nền là màu đậm đà hơn một chút. Đấy, thì chúng ta sẽ nổi bật lên những hình ảnh chính, nội dung của bức tranh. Nếu mà chúng ta mà vẽ tất cả mọi thứ đều đậm thì cũng không thể rõ được nội dung của tranh, hoặc là tất cả mọi thứ đều nhạt chẳng hạn thì cũng không thể rõ được. Chị thân mến, chúng ta cùng nhìn lại cách vẽ nhá. Một là chúng ta sẽ phải vẽ những hình ảnh chính để thể hiện nội dung ước mơ của mình này. Hai là mình vẽ màu vào những hình ảnh chính đó. Ba là mình sẽ vẽ màu cho hoàn thiện được bức tranh. Em học sinh thân mến, như vậy là chúng ta đã biết cách hoàn thiện một sản phẩm mỹ thuật về ước mơ của em rồi. Thế thì sau đây các em hãy đi tạo cho thầy một sản phẩm mỹ thuật về ước mơ của em bằng chất liệu mà em yêu thích, có thể là vẽ, có thể là xé dán, vân vân. Các em học sinh thân mến, khi các em hoàn thành sản phẩm thì các em hãy tập giới thiệu sản phẩm mỹ thuật của mình, về ước mơ của mình, về hình thức thể hiện sản phẩm mỹ thuật của mình cho người thân cùng hiểu biết. Và các em hãy học tập và rèn luyện, phấn đấu để trở thành, để biến những ước mơ của mình sớm trở thành hiện thực. Sau đó các em sẽ chụp sản phẩm và gửi vào Zalo nhóm để thầy sẽ nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của các em. Các em nhớ giữ gìn sản phẩm của mình thật cẩn thận để hôm nào chúng mình có dịp đến lớp, đến trường thì chúng mình sẽ thực hiện tiếp mục tiêu còn lại. Và chúng ta sẽ triển lãm kết quả học tập. Và để chuẩn bị cho chủ đề sau thì các em hãy chuẩn bị rất nặng màu vẽ, giấy màu, bìa, bút chì, keo dán, băng dính, vật tìm được. Để chúng ta sẽ học chủ đề số 8. Còn chủ đề số 7 đến đây là hết rồi. Xin chào, tạm biệt các em.